Xin chào toàn thể anh em đã quay lại kênh video tiếp theo của mình nhá. Mình lại tiếp tục review cho anh em về con môn phái Thúy Yên Đao. Nói chung là con này thì nó là chùm kiểu như là solo anh em ạ, vì nó có cái chiêu 120 tàng hình rất là khó chịu anh em ạ, ẩn thân. Ở cái ở đây mình đang review cho anh em ở cái máy chủ thử nghiệm ở server cụm 1 của bên phiên bản Thiên Tuyệt Mobile. Thì vào ngày 20, 6 ngày nữa thì nó sẽ ra cái server mới. Đây là nó mở cái máy chủ thử nghiệm để cho anh em trải nghiệm trước các môn phái trước, để cho anh em vào anh em BK giải trí trong vòng một tuần này. Thì hôm qua thì nó cho nhận hoàng kim môn phái, thì hôm nay nó chỉ cho nhận đồ chiến công vinh diệu thôi, với cả đồ xanh, không có đồ hoàng kim môn phái nữa. Rồi bây giờ mình sẽ thử sức với con Thúy Yên Đao này, xem sức mạnh của nó có kinh khủng không anh em nhé. Anh em nào muốn tải game thì mình để cái link trang chủ dưới phần mô tả đấy, anh em kích vào anh em tải nhé. Đây là cái mật tịch 110 của Thúy Yên, và đây là cái skill 120 tàng hình của Thúy Yên. Và mình sẽ tàng hình nhé anh em. Sau đó mình sẽ bật đồ sát lên. Ô, tự nhiên nó bút cái gì mẹ, mất mẹ cái tàng hình luôn anh em. Ôi mẹ, chém thiếu lâm bổng đập nó phản đam tự chết anh em ạ. Cái này thì nó hơi ít người. Mình sẽ qua Ba Đăng huyện đi. Con này nếu mà để mà trong lôi đài hay là những cái map nhỏ nhỏ là khó chạy, rất là khó chạy với nó luôn. Đặc biệt là trong cái map lôi đài anh em ạ, vì nó là một phái tàng hình ẩn thân rất là khó chịu. Đây anh em, ví dụ như là mình cho con Dương Anh này nhá, đúng một chém luôn, không đến chém thứ hai đấy anh em thấy không? Nó tàng hình nói chung là rất khó chịu luôn anh em ạ. Mình sẽ đánh với Thúy Yên Đao. Thúy Yên Đao là môn phái khắc tinh của con Conan này. Conan này. À, choáng ghê thật. Colon này, Colon này, anh em xem Colon này, đứng tí đứng chém, tôi đứng lại tôi chém cho này. Thúy Vũ độc, má nó bùa cho mình cái bùa chậm, khó chịu ghê. Chết, chết, chết luôn, nắm Colon kiếm gớm. Anh em thấy là cô luôn kiếm là không biết là mình đang chạy ở đâu. Luôn kiếm và Thiên Vương Đao đang đuổi nhau. Cô luôn kiếm và Thiên Vương Đao đang đuổi nhau này anh em. Tàng hình và lốc ao luôn. Má mình hết cái thể lực không chạy được. Ở đây anh em test thì nó đang ngang đồ với nhau, gọi cho ông nào cường hóa được cái đồ cao cao lên thì ông ấy sẽ ngon hơn thôi. Còn hiện tại thì đồ đạc thì nó đang ngang đồ với nhau ạ. Mình cầu sát đường môn nhé anh em. Nó bắn định thần nhưng mà nó đâu nhìn thấy mình đâu. À ghê đấy, ghê đấy, ghê đấy. Ghê đấy, ghê đấy, ghê đấy. Cứu sát với Thúy Yên Đao xem thế nào. Sao bật sớm thế bạn? Bật auto sớm thế. Bật auto sớm thế thì đánh ai? Bật auto sớm thế. Bật auto sớm thế. Chạy chạy cong mông lên này. Má nó thế mà vẫn nhìn thế sao? Trời.
Ô, địch vẹn đánh nhầm Q, ấn mẹ nhầm Q chỉ định thôi. Solo. Tám bảy mươi hai. Anh em nào thích test ta phái nào thì anh em vào trải nghiệm đây, mình mới nhận được đồ con thiên đao thì mình vào mình làm clip cho anh em xem test con thiên đao. Anh em xem thiếu lâm chạy này, anh em xem thiếu lâm chạy loạn xạ này. À, cô lôn chứ. Đủ quá, chạy khôn vớm. Tay nhiên chạy. Nó làm gì kia, nó làm gì kia anh em? Nó làm gì đấy? Nó làm gì đấy? Nó làm gì đấy? Ngáo vậy. Ui rồi, má nó chém choáng ghê vãi. Dính choáng cái chết luôn. Khó chịu ạ. Chịu đấy, khó chịu đấy, khó chịu đấy, trả đũa lại liền. À, mình đánh thử với Nga mới kiếm nha anh em. Nga mới kiếm mạnh lắm. À, Nga mới trưởng à? Nga mi trưởng à? Nga mi trưởng à? Trận đầu anh em ạ, đánh kiểu này trận đầu. Ôi má, là khinh công đúng lúc mình thả kill. Thiếu lầm. Đéo choáng được cô lôn, đéo choáng được thằng thiếu lầm kìa. Hai thằng đuổi nó tận xuống dưới đây. Phản ghê vãi lìn. Ok, mình xin phép là kết thúc clip ở đây. Bye anh em nhé.